Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dượng Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, và một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì sắp tụ trường rồi nên là mình sẽ báo giá cho các bạn về rất nhiều xe. Trời ơi, bữa giờ chiếc Vespa này ha là về đâu đó khoảng mười mấy hai chục xe, bán cái một trong một tháng thôi là hết trơn luôn, nên là bây giờ là mình lại về nữa rất là nhiều cho các bạn luôn để các bạn lựa chọn. Tại vì cái phiên bản mà đèn tròn á thì mình còn có hai chiếc thôi, còn cái này là đèn dạng như là hơi mạnh mẽ xíu, nó hình hơi lục giác á, thì cái phiên bản này thì mấy bạn thích nó rất là nhiều luôn. Tại vì những cái bạn nào mà có chiều cao, hơi to người tí xíu nè, rồi nam nè, đi cũng rất là đẹp, mà nữ đi cũng rất là sang. Còn cái chiếc Vespa, khi mà mình nhìn chiếc Vespa trước á, thì đèn tròn á, mình thấy đã đẹp rồi. Thì khi nhìn chiếc này, mình thấy nó còn đẹp hơn nữa. Và quay lại nhìn chiếc kia thì mình thấy là chiếc kia nó hơi bị nhỏ nhắn quá, nó không có được sang xịn như chiếc xe này. Và đặc biệt những chiếc xe Vespa này á, nó lại có những cái màu sắc đẹp hơn so với cái phiên bản cũ, nhưng mà lại giá của nó lại bằng giá phiên bản cũ luôn. Đó, thì thôi mình chọn cái phiên bản này đi cho nó đã, đúng không? Rồi, thì bây giờ nếu mà đứng xa như thế này thì các bạn sẽ không thấy được rõ đâu. Nên là mình sẽ quay cận cảnh chi tiết chiếc này, tại mình đã quay nó một lần rồi, báo giá rồi. Hôm nay lại tiếp tục cập nhật giá lại cho các bạn và quay những cái màu sắc hiện tại đang có ngay tại cửa hàng mình để các bạn xem có nên mua chiếc Vespa này để đi học hay không. Hãy đi theo mình nhé. Rồi, thì đây phiên bản đèn tròn cũ nè các bạn. Nó sẽ có màu vàng đen, còn có mỗi màu vàng đen thôi. Mấy phiên bản kia cũng bán hết trơn luôn các bạn. Màu đèn bóng nè. Đấy. Mấy phiên bản đèn tròn này mình đã bán rồi ha. Đây các bạn thấy xem giữa đèn tròn với lại cái đèn đèn lục giác nè. Các bạn thấy đèn nào đẹp hơn? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết nha. Rồi, bây giờ quay cho các bạn xem một tí nè. Đây sẽ là một màu gọi là màu xanh xi măng. Đấy, phiên bản này người ta gọi là Diamond Row. Phiên bản này người ta gọi là Diamond Row ha. Đây rất đẹp luôn. Espero, thương hiệu Espero. Đây là cái thương hiệu tập đoàn xe điện, xe máy đi test ha, của sản xuất nhà máy nó tại đây. Nó sẽ có cái phiếu như thế này, các bạn có thể thông tin nè. Nhà máy thì nằm ở Hưng Yên. Đấy, hãng đi test này ở ngoài Hưng Yên là nó khá là lớn luôn các bạn. Nhà máy rất là to ha. Rồi, tới đây nè, mình sẽ có cái màu gọi là tím hồng, không phải tím hồng nữa, tím luôn, tím rịm luôn. Đấy, màu tím này đi phối màu đen nhìn xe rất là ngầu nha, tại vì màu tím nó rất là sáng. Tím thì kiểu tím khoai môn á. Nó đi với màu đen nè, nhìn các bạn nhìn cái xe này, nó rất là ngầu. Phối nó cực kỳ đẹp luôn. Đẹp chưa? Hệ thống là đèn full LED ha, full LED luôn. Đây, hệ thống đèn full LED luôn. Mở lên là nhìn đã lắm luôn. Còn muốn tăng sáng trở sáng thì các bạn đem ra ngoài tiệm đồ chơi các bạn độ xe lên, độ tăng sáng lên. Ở đây thì mình sẽ có cái dãy đèn gọi là đèn đi ban đêm nọ, đèn daylight nọ kiểu á, sẽ đổi màu rất là đẹp luôn. Rồi, ở dưới chữ Espero này nó cũng sẽ có cái đèn để sáng lên luôn. Chỗ này nó sẽ là cái miếng mica nè. Đấy, mở đèn lên thì cái chỗ này nó sẽ sáng lên chữ Espero nè, rất là đẹp luôn. Đi ra ngoài đường là nổi bật liền luôn ha. Rồi. Đây, mâm đây. Phía trước các bạn xem ha. Ồ, cái màu khoai môn này đẹp xuất sắc luôn. Rồi, qua đây sẽ là một cái màu gọi là màu đỏ candy. Phải nói là cái hãng Detect này á, người ta làm cái màu sơn, cách phối màu của nó nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn thấy chưa? Màu đỏ này thì đi sang nha. Đấy, màu tím kia thì đi một cách gọi là nhìn nó sáng người. Mấy bạn nữ đi rất là ok. Còn màu đỏ này, nam nữ đều đi được. Sẽ rất là sang luôn. Đấy. Chịu liền đúng không? Về kêu ba mẹ mua liền nha. Liên hệ với số điện thoại là 0785 888030. Nhắn tin Zalo nha mấy bạn. Với số đó các bạn chịu khó nhắn tin rồi ban ngày ha. Ban đêm thì nhiều bạn sẽ ốp á, nên là sẽ không có trực điện thoại. Đấy, nên là các bạn nhắn tin ban ngày giúp cho mình nha. Rồi, kế bên cái màu này màu xuất sắc luôn. Tất cả các hãng xe hầu như mình chưa thấy một cái hãng xe nào làm cái màu sơn này luôn. Mình sẽ zoom cận cảnh cho các bạn xem. Này, cái màu này giống như tự tựa với tím ánh hồng. Nhìn gần các bạn sẽ thấy nó hơi dạ dạ tím đúng không? Đó, các bạn đi qua đây, các bạn sẽ thấy nó ra màu xanh. Màu xanh lá đó, nhìn rất đẹp luôn. Chiếc này màu rất đã nha. Đã, nó đổi màu các bạn. Đổi màu theo góc nhìn á. Con này thì gọi là xanh ánh tím. Xanh ánh tím. Nhìn nó trong hình các bạn sẽ không hình dung được cái độ đẹp nó đâu. Các bạn lên trực tiếp cửa hàng bên mình đi. Các bạn nhìn chiếc này mê xỉu luôn. Nam nữ đều đi được chiếc này luôn nha. Đấy. Trong giới LGBT vẫn ngồi xe này ok nha mấy bạn. Đấy. Rồi. Ở dưới đây thì mình sẽ có một cái màu gọi là màu quân đội. Bạn nào mà gia đình gọi là theo kiểu truyền thống quân đội nọ,
định hướng mình sau này sẽ làm quân đội thì mua chiếc xe này sẽ có rất tương lai rất nhiều ha. Màu xanh rêu, xanh quân đội đó, xanh nhám nha, màu này nhám. Những cái màu sơn kia sẽ là màu bóng, riêng cái màu xanh này nó sẽ là màu nhám, nó làm cho chiếc xe nó ngầu hơn. Rồi cuối cùng cũng là cái màu gọi là ánh tím luôn, nhưng mà nó ánh rất là nhẹ, nó là màu xám xi măng nhưng mà ánh rất là nhẹ luôn. Đấy. Hệ thống đèn LED của nó ở dưới đây là đèn LED đàng hoàng nha các bạn. Tất cả những cái dòng xe hiện tại bây giờ mà hệ thống đèn LED mà được LED rất là ít, chỉ là bóng đèn halogen mà thôi. Con này là bóng đèn LED luôn. Đấy. Xe sẽ được trang bị phanh đĩa luôn cho mấy bạn thắng nó an toàn hơn. Nhưng mà cái bánh xe này mình thấy nó khá là nhỏ, nên là các bạn đi đường á, chạy tốc độ ví dụ 50cc thì các bạn chạy tốc độ vừa vừa thôi. Đừng chạy nhanh quá khi trời mưa, nó rất là dễ trơn trượt nó kiểu khi mình thắng đĩa. Cái này mình khuyên các bạn thật sự nha, không chỉ riêng thằng này mà những thằng như 110 phân khối như Scoopy thế này các bạn ấy thì đi cũng rất là dễ chẹo bánh, tại vì cái bánh nó khá là nhỏ nên các bạn phải lưu ý ha. Rồi đây đèn cho con một lần nữa nha, đèn quá xuất sắc quá. Rồi xuống dưới đây, ở dưới đây thì sẽ được trang bị cái nhựa chỗ để chân này là nhựa ABS nên là nó sẽ khá là bền, nhựa ABS ha, nên là khá là bền luôn. Các bạn cứ yên tâm, để đồ vật nặng này nọ kiểu thì không có lo. Bình xe nằm dưới đây mà cũng không có lo luôn cái vấn đề mà bình xe dưới đó mình để đồ nè, để chân này nọ kiểu lên nè thì nó có hư hay là không, nó có bể hay không, có ảnh hưởng tới bình hay không, đồ nặng rồi ngập nước nữa không, không sao hết nha. Yên tâm, nó sẽ có cái hộp trong đó nó cách nước cho mình, nên là các bạn cứ yên tâm vấn đề đó thôi. Rồi tiếc cái là không được trang bị chìa khóa smart key mà nó trang bị chìa khóa thường như thế này thôi, nhưng mà chìa khóa cũng rất là xịn nha, nhìn rất là xịn luôn. Đây mình sẽ mở như thế nào, đây bên đây các bạn xoay như thế này là các bạn sẽ mở yên ha, còn các bạn bật thế này là các bạn sẽ mở xe, khóa cổ các bạn ịnh vô các bạn xoay là nó khóa cổ, ok ha. Rồi ở dưới này mình sẽ có một cái hộc đựng đồ nữa đó, các bạn có thể đựng những chai nước nè, hoặc là chạy xe á, mà làm biến treo đồ nữa kiểu đựng mấy ly trà sữa ở đây nó kiểu không có chỗ treo á đó, đựng thêm chục ly trà sữa này, không có chỗ để thêm 2 ly để nhét 2 cục ở đây cũng được, chân để hơi khó thôi nhưng mà vẫn có thể để được ha. Đấy rồi rất chìa khóa luôn. Rồi dưới đây móc khóa đồ nhìn rất là xịn luôn, tiện lợi xịn. Rồi con này thì là 50cc ha các bạn ha, số ký của nó là 85kg, con này thì là số ký nó sẽ là 85kg. Các bạn xem thông số cho đây nè, mình sẽ zoom cận cho các bạn xem nè ha, 85kg, xe đã thể chở được 2 người, sản xuất năm 2023. Rồi cái clip mà mình mở mặt đồng hồ, mở đèn, hệ thống đèn của con này mình đã mở rồi. Các bạn cứ nhấn là xe Vespa 50cc cua Vlog 61 thì các bạn thấy được những clip về 50cc của mình rất là nhiều, về chiếc Vespa này coi lại giúp cho mình ha. Rồi ở đây mình sẽ có đèn hai gia, hai gia này gì ạ? Hai gia này á là nó giúp cho các bạn á, khi mà đậu xe ở bên đường mua trà sữa hay đợi bạn nọ kiểu, các bạn đứng trong tối á, các bạn mở cái đèn hai gia này lên để cho người ở phía xa đi tới hoặc người phía trước người ta đi ngược chiều tới, người ta phát hiện được bạn, thấy được chiếc xe của bạn, các bạn đứng ở chỗ này tối người ta thấy không được, nó mở đèn lên cảnh báo là mình đang đậu xe. Có nút công tắc đèn đề ở đây. Rồi dưới đây cái này thì cũng đơn giản thôi, xi nhan rồi cốt pha thì không nói ha. Rồi phần mông ở đây, mông xe đây, mông xe đẹp xuất sắc luôn, thấy chưa, nhìn chiếc Vespa coi xỉu chưa, đẹp xỉu liền, nhìn y như Vespa hàng real, như hàng thiệt luôn, không khác cái gì hết trơn. Mình sẽ để 2 tấm hình cho các bạn xem, các bạn xem cho mình thử coi, mình đã che biển số lại rồi, các bạn xem thử là chiếc nào là 50, chiếc nào là 125. Và các bạn hãy cho mình bình luận phía bên dưới trả lời lúc đó nha. Rồi mình sẽ giải đáp tấm hình đó ở trên cái tác cộng đồng sao. Rồi bây giờ thì cốp đi nha, cốp đi, chưa cho một coi cốp đây. Cốp thì rộng rãi bao la thoải mái luôn. Nhiều bạn vẫn nhầm tưởng chiếc xe này của mình là xe điện nhưng mà không nha, xe này là đổ xăng nha mấy bạn, xe xăng đổ xăng ha, bình xăng nằm đây đấy. Cốp thì rất là rộng, mặc dù bình xăng ở dưới nhưng mà cốp rất là rộng, hai cái đèn miếng thảm lót chân ở đây đấy, rộng rãi để thoải mái đồ luôn, nó rộng. Đây mình sẽ đo như thế này cho các bạn dễ nhìn dung ha, một gang tay của mình là khoảng tầm là 20-25 đấy, thì các bạn thấy được không, 25cm thì cái này khoảng tầm 27-30 đó, cho 30 khoảng tầm 30 luôn đi đấy, rất là rộng ha. Và xe mình là xe xăng không phải xe điện nên là nhiều bạn hay hỏi mình là xe này đi lên dốc cầu được không, rồi chạy được bao nhiêu km, cứ đổ xăng là sẽ chạy được thôi, muốn đi bao nhiêu cũng được, muốn đi từ đây ra ngoài Hà Nội luôn cũng được, đổ xăng mà chạy thôi đó, chứ không phải là xe điện ha. Rồi thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo, chúc các bạn một buổi tối xem video thật là vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.